12 bí quyết giữ dáng hiệu quả cho người bận rộn. Dùng rau quả đông lạnh thay cho đồ đóng hộp. Ăn trái cây và các loại hạt thay vì bánh ngọt là những bí quyết đơn giản giúp bạn giữ vóc dáng thon gọn, săn chắc dù bận rộn. 1. Dùng rau quả đông lạnh thay cho đồ đóng hộp. Đường và chất bảo quản được thêm vào các loại rau quả đóng hộp sẽ loại bỏ vitamin thiết yếu vốn có. Ngược lại, rau quả đông lạnh sẽ giữ tất cả các dưỡng chất tốt cho sức khỏe đặc biệt không chứa chất phụ da. 2. Ăn trái cây và các loại hạt thay vì đồ ngọt. Để giảm cân, bạn có thể thay thế bánh kẹo bằng trái cây tươi, trái cây khô và quả hạch. Bằng cách này, cơ thể sẽ giảm rất nhiều đường và chất béo dư thừa. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều trái cây mà chỉ sử dụng một lượng vừa đủ để đảm bảo cho sức khỏe. 3. Ăn trái cây có hạt thay vì quả mọng nước. Đào, mận, và tất cả các loại quả có hạt đều có thể giúp bạn giảm cholesterol. Vì vậy, nếu bạn đang có ý định giảm cân, hãy chọn những loại quả này, đặc biệt nên ăn vào buổi sáng. 4. Không sử dụng thang máy Nếu bạn ngừng sử dụng thang máy và bắt đầu đi cầu thang bộ trong vòng một tháng, bạn sẽ thấy cơ thể có những thay đổi bất ngờ như giảm cân, đôi chân sang chắc. 5. Lắp vòng thay vì ăn khoai tây chiên và bắp răng bơ Với cách này, bạn sẽ giảm vòng eo chỉ trong một vài tháng. 6. Thay thế các món ăn tráng miệng có hàm lượng calo cao. Từ bỏ những món tráng miệng chỉ có chỉ số calo cao, có thể giúp bạn giảm cân nhanh trong vòng vài tháng. Hãy thay thế chúng bằng món salad trái cây hay sữa chua thơm ngon bổ dưỡng. 7. Nói không với món sốt mayonnaise. Mayonnaise chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe bạn có thể thay thế chúng bằng sữa chua tự nhiên. Nó sẽ giúp bạn giảm cân trong thời gian ngắn. 8. Chọn đúng loại cà phê Thay thế cà phê sữa hàng ngày bằng cà phê đen, bạn có thể tránh được việc nạp vào cơ thể hàng trăm calo. 9. Tập thể dục cùng bạn bè, đồng nghiệp Thay vì thư giãn bằng cách ăn vặt, bạn nên dành 30 phút để tập luyện mỗi ngày tại nhà hoặc nơi làm việc để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe. 10. Ăn vặt trước bữa ăn. Bạn có biết bản thân sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 calo mỗi khi ăn tại nhà hàng? Nhưng nếu bạn dùng một chút đồ uống giải khát hoặc salad trước khi đi ra ngoài, bạn có thể dễ dàng làm giảm số lượng tiêu thụ thức ăn tới 20-30%. Điều này giúp bạn tránh tăng 5-7 kg mỗi năm. 11. Tránh thực phẩm chứa nhiều hương liệu. Thực phẩm có nhiều mùi thơm khác nhau ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn như bánh quy, kẹo. Tuy nhiên, một số thực phẩm có khả năng làm giảm sự thèm ăn như chuối, lê, táo. 12. Ăn canh rau cụ thay vì một món nhiều chất béo. Bạn sẽ giảm cân nhanh chóng nếu thường xuyên ăn súp rau thay vì một bữa tối với các món dầu chất béo.